Hello my friend, welcome back to my to Best Play Game Play Channel. Ok, xin chào các bạn, đã trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay mình sẽ chơi Dark Shadow. Dark Shadow is a new update phiên bản 15.0. 15.0 này sẽ update hai nhân vật mới các bạn, ba nhân vật mới. Corp Security và Hawan Torrid. Ok, mình sẽ chọn Hawan Torrid nhá. Ok, tiếp tục mình sẽ chọn skin hao là Kuli hao. Ok. So play now nhé các bạn nha, tiếp tục chơi. Dark Shadow is the best John Nongthor game. Đây là bản máy update mới nha, mình sẽ skip luôn nha. Ở bản này mới vào. Đây thấy một chiếc xe luôn này các bạn. Đầu tiên mình sẽ chọn các khẩu súng nha. Đầu tiên mình sẽ ra shop trước ạ. Mình sẽ đi ra mặt shop bên này, mình sẽ lấy mở những khẩu súng nha. Khẩu súng mở. Ok, mình sẽ mua thêm súng. Bộ gun này. Ok, sau khi mua thêm súng mình sẽ chọn. Mình sẽ chọn những khẩu súng xuống nha. Ok, vậy đã xong. Mình sẽ chọn khẩu súng này nha các bạn nha. Wow, khẩu súng này khá to đấy. Đây là căn nhà mới nha các bạn nha. Mình vừa chọn phiên bản mới. Đầu tiên mình sẽ thử bắn con policeman này. Bị đứng hình luôn này các bạn. Ok. Đầu tiên để muốn vào nhà, mình sẽ đi lấy cái hộp này nhá. Ông Solomon này không đuổi mình. Ok, mình sẽ lấy cái hộp để nhảy vào nhá. Ok, vậy là mình đã vào nhà. Và mình sẽ đổi lại khẩu súng này. Ok, tiếp tục mình sẽ đi thử vào nhà xem đắc chế đồ ở đâu nhá. Nhà đã bị khóa, mình sẽ bắn vỡ cái này ra. Ông đắc chế đồ không biết đang ở chỗ nào rồi. Tiền mình sẽ lên cục năng lượng này nè. Cửa này đã bị lock rồi các bạn. Các cửa đã bị khóa luôn rồi các bạn. Ok, mình sẽ chạy ra ngoài nè, xem Dark Shadow đang trốn ở đâu. Đây. Take a drone from Dongle Hack. Mình cái flash cam. Tiếp theo mình sẽ đi cái hướng theo hướng mũi tên này nhá. Xem hướng mũi tên này chỉ đi đâu. And take the key form in the fell in the hallway. Đây chìa khóa đây các bạn này. Ok, mình đã mở chìa khóa. Skip luôn. Tiếp theo mình lấy chìa khóa đấy ra đây để mở cánh cổng này nhá. Mình cứ làm theo hướng dẫn. Ông đắt cái đồ đang đứng đằng sau. Ok, mình sẽ chuồn luôn này. Ông đắt cái đồ đây này các bạn này. Đây là ông đắt cái đồ mới update các bạn ạ. Để mình ra xem ông đấy đuổi nào. Mình sẽ bắn cho ông đấy đơ luôn.
Ồ, bị đờ khá lâu luôn này các bạn. Ồ, ông đấy đang bị đờ các bạn. Ok, tiếp tục mình sẽ chuồn ra đây. Mình sẽ đi theo cái hướng mũi tên nhá. À, hướng mũi tên đang chỉ mình ra vào cái hòm này để lấy cái gì đó. À, check back. Ok, tiếp tục. Mình sẽ sang cái nhà này. Tab open nào. Ồ, đây là một phiên bản mới update mới nha. Mình sẽ vào cái cửa này không biết sẽ dẫn đi đâu. Mình sẽ làm theo cái hướng mũi tên màu xanh. Ở Donate check the menu help. À, trong đây có một cái menu. Ok. Ok, mình sẽ chuyển cho khẩu súng này nào. Ok, mình sẽ tiếp tục vào nhà nhé. À, ông đắc cho đồ đây các bạn. À, ông đấy đang định đuổi mình ấy. Mình sẽ tiếp tục chạy nhá. Chạy ra đằng sau. À, chạy vào nhà đi. Súng này sẽ không bắn. Đâu mình sẽ chọn cái bẫy băng nhá để mình thả xuống đây. Ông đắc cái đồ đi vào bị dính nhỉ. Đấy, đang bị dính đờ các bạn. Ok, mình sẽ chọn lại quả súng này. Tiếp theo mình sẽ vào đây lấy chìa khóa màu vàng. Rồi mình sẽ xem hướng dẫn tiếp nha. Ok, follow the green. Ông đắc gì đồ đang ở kia, mình sẽ chọn. Đây là một vũ khí mới nè, mình sẽ thử chọn xem ném vào ông đây xem như nào nhỉ. Chỉ bị đơ có 5 giây thôi. Ok, tiếp tục mình sẽ nhảy ra đằng sau này. À, bên kia có con phó len, phải bắn nó luôn. Hôm nay nó sẽ bắn mình ấy. Đây, mình sẽ lấy cái thẻ. Ok, đã lấy được cái thẻ. Tiếp tục mình sẽ chui vào nhà này. Sử dụng cái thẻ đây để mở cánh cửa này nhá các bạn nha. Ok, lấy cái năng lượng và chìa khóa bạc. Ông đắc cái đồ không biết chạy đâu rồi. Này, ông đắc cái đồ đấy các bạn. Ok, mình sẽ thử ném cái này. Bị ông đập bắt mất rồi. Ok, chưa thôi. May mình có nhiều táo. Ok, mình sẽ tự đặt quả bom này nào. Xem ông cho ông ấy bị dính quả bom này sẽ như nào. Đơ luôn rồi. Ok, mình sẽ xem tiếp tục nhiệm vụ xem nó hướng dẫn mình sẽ đi đâu nhá. À, bây giờ lại phải chui vào nhà. Trước khi chui vào nhà mình phải bắn con Fallen kia. Không, con Fallen sẽ bắn mình bị đóng băng. Đấy, nó chuẩn bị bắn mình ạ. Chạy nhanh thôi. Tranh thủ nó đang bị bắn băng mình sẽ trèo lên đây. Và mở cánh cửa này. Ok. À, tiếp tục lấy chìa khóa này tiếp các bạn ạ. Ok. Đây, tiếp theo nó sẽ hướng dẫn mình chui sang nhà này bên này. Mình sẽ ném vỡ cửa kính này ra nhá. À, tiếp theo phải lên tầng. À,
Ông đấy thấy mình rồi. Không được, đang đuổi mình. Mình sẽ lấy súng ra nhá, không thì ông đấy sẽ đuổi đấy. Ok, để mình sẽ chọn ra một súng khác nào. À, súng này mình sẽ sử dụng. Súng này bắn băng luôn này các bạn. Ông sẽ bị đờ băng luôn. Ok, thanks for watching. Mình sẽ hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.